Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới, đó là chiếc máy ép cam viên Takeo 150. Chiếc máy này có năng suất là 120 đến 150 kg/giờ. Máy sử dụng motor 1 pha 220V, có công suất là 3 kW 4 HP, tốc độ vòng tua là 1500 vòng/phút. Máy có CB chống giật để an toàn cho người lao động. Bây giờ tôi sẽ test chiếc máy này để xem chiếc máy này ép cam viên ra như thế nào nha. Và đây là thành phẩm sau khi chúng ta test chiếc máy ép cam viên Takeo 150. Và đây là thành phẩm sau khi chúng ta test máy Takeo 150. Đây là những viên cám được ra như thế này. Vâng, như vậy là tôi đã test xong chiếc máy ép cam viên Takeo 150. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy ép cam viên Takeo 150 này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng tại 354 Quỳnh Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của chúng tôi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới, hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.